cái câu chuyện mà đi đòi lại cái căn nhà do chính cái ả bà cô hờ kia đứng ra để mà bán đứt cái căn nhà của em Vũ đó quý vị, nó là một cái câu chuyện vô cùng là nan giải. Và như quý vị cũng đã biết á, ngay từ lúc ban đầu khi mà những cái người luật sư đã nhảy vào để mà giúp đỡ cho em Vũ đó quý vị, thì những cái người luật sư đó đã từng nói rằng là cái khả năng mà em Vũ lấy lại được căn nhà nó vô cùng là thấp và dường như là nó chỉ 0% thôi quý vị. Và họ khẳng định rằng là cái căn nhà của em Vũ á là được sang tay bán từ cái ả bà cô hờ kia, nó là hợp lệ. Và như quý cô chú anh chị em cũng đã biết, nếu như mà hợp lệ giống như những cái người luật sư đã từng giúp đỡ cho em Vũ trước đó đó quý vị, chứ mình không có nói là cái vị luật sư hiện tại nha quý vị, thì tại vì sao mẹ của em Vũ lại có tất cả những cái giấy tờ thủ tục pháp lý liên quan đến cái căn nhà và gửi gắm cho phía các cậu các dì phía bên ngoại của em Vũ để giữ giùm cho em Vũ, rồi sau này mới đưa lại cho em Vũ quý vị. Nếu như mà cái căn nhà đó mà được mua bán rồi đó quý vị, thì tất nhiên rằng là tại vì sao họ lại không lấy cái giấy tờ gốc, cái ả bà cô hờ kia lại không lấy cái giấy tờ gốc mà lại luồn lách theo một cái giấy tờ khác, ví dụ như là photo công chứng chẳng hạn. Và quý vị thử nghĩ coi, nếu như cái ả bà cô hờ này là cái người đã mua cái căn nhà của em Vũ sang tay của ả, thì ả có chịu lấy cái giấy tờ photo công chứng không quý vị, hay là ả sẽ lấy cái giấy tờ gốc? Rõ ràng ả biết rất là rõ về cái căn nhà của em Vũ hiện tại, ả biết rằng là nó có giấy tờ đàng hoàng, nó có sổ hồng đàng hoàng, mà tại vì sao ả lại không lấy mà lại chịu photo công chứng quý vị? Nó vô cùng là vô lý đúng không ạ? Và lý do vì sao và tại sao những cái người luật sư đã từng đứng ra để mà giúp đỡ cho em Vũ về cái mặt pháp lý, nói thật sự với quý vị á, thì cũng phải là đứng ra để mà giúp đỡ, mà là chú Ngọc thuê họ để có thể là hỗ trợ về cái mặt pháp lý cho em Vũ. Thì nói chung quy tóm lại đó quý vị, thì cũng trao đổi về cái vấn đề được gọi là tiền bạc, có qua có lại thôi, chứ không phải rằng là cho không em Vũ cái gì cả. Nhưng mà họ lại khẳng định rằng là cái ả bà cô hờ kia bán cái căn nhà đó là nó hợp thức, và cũng không có cái lý do gì để mà em Vũ đòi lại. Nếu như mà ả bà cô hờ kia mà hợp thức á, thì tại vì sao mẹ của em Vũ lại sợ và gửi hết toàn bộ giấy tờ của cái căn nhà cho những người thân, cô dì chú bác của em Vũ ở dưới quê, để chờ tới ngày hôm nay đưa lại cho em Vũ quý vị? Phải chăng rằng là trước khi mà mẹ em Vũ mất á, là đã có rất là nhiều lần cái ả bà cô hờ này làm khó làm dễ, nói chung là làm rùm beng để mà họ lấy cái căn nhà đó rồi. Cho nên rằng là mẹ của em Vũ mới hoang mang và đem gửi gắm, đúng không quý vị? Thì mình lại loại trừ cái khả năng là mẹ của em Vũ đã bán cho cái ả bà cô hờ này. Nếu như bán cho cái ả bà cô hờ này thì tại vì sao ả lại không lấy cái giấy tờ gốc? Và quý vị thử nghĩ coi, trong một cái khoảng thời gian, nếu như theo những gì mà cái ả bà cô hờ này đã từng nói á, là cái căn nhà này ổng đã bán rồi, ổng ở đây là ai? Một là ông nội của em Vũ, hai là ba của em Vũ. Và nếu như mà hai người này mà bán cho ả, thì quý vị thử nghĩ coi tại vì sao ả lại không lấy cái giấy tờ gốc, và ả cũng không lấy lại cái căn nhà ngay tại thời điểm lúc đó, mà đến bây giờ khi mà tất cả mọi người trong gia đình của em Vũ đều mất đi rồi, thì ả mới nhảy dựng vào và lấy cái tài sản của em Vũ. Mà nếu như lấy cái tài sản của em Vũ á quý vị, thì chắc hẳn rằng là nếu như ả là cái người chủ đó quý vị, thì không bao giờ mà ả kiểu giống như là giấu giấu giếm giếm, hay là trốn chui trốn nhủi, hay là bán chui bán tháo như vậy đâu quý vị, mà ả sẽ đường đường chính chính lấy căn nhà của em Vũ nếu như là hợp thức, đúng không quý vị? Ả sẽ lấy và ả sẽ bán, nó không khỏe hơn là bây giờ cứ chúng chui chúng nhủi như vậy hay là sao? Và mình cũng không hiểu được rằng là những cái vị luật sư trước đó chưa tìm hiểu rõ ràng cái câu chuyện của em Vũ, nhưng lý do vì sao và tại sao họ lại khẳng định một mực rằng là cái giấy tờ mà cái ả bà cô hờ kia bán nó là hợp thức quý vị. Và cho đến tại thời điểm bây giờ, khi mà em Vũ gặp được cái vị luật sư hiện tại đó quý vị, thì cái người này vô cùng là tốt với em Vũ và giúp đỡ cho em Vũ rất rất là tận tình, và cũng đi tìm hiểu thực hư
cái nguyên nhân, cái lý do vì sao và tại sao cái căn nhà này đáng lý ra là nó thuộc cái quyền sở hữu của em Vũ, và trên giấy tờ thủ tục pháp lý đó quý vị thì nó chưa hề qua tay hay là trao đổi buôn bán. Và bản thân của cái vị luật sư này cũng tìm hiểu và nói rằng là ông của em Vũ chưa bao giờ ký một cái giấy tờ nào để mà bán cái căn nhà đó cả. Và bản thân của em Vũ cũng vậy quý vị. Và ba của em Vũ thì chắc hẳn rằng là làm sao mà bán được, đúng không quý vị? Tại vì trước đó, trước khi mà rời khỏi cái căn nhà và đi đến một nơi khác để mà ở, thì ba của em Vũ đã đưa toàn bộ giấy tờ nhà cho mẹ của em Vũ giữ và toàn quyền quyết định mà, đúng không quý vị? Thì thử hỏi với quý vị rằng là ngần ấy thời gian khi mà mẹ của em Vũ còn sống á, nếu như cái ả bà cô hờ này muốn lấy, mà ả bà cô hờ này là chủ của căn nhà mà bị bán đi rồi đó quý vị, thì đảm bảo với quý vị rằng là dễ gì cái ả bà cô hờ này cho mẹ con của em Vũ ở trong nhà của ả, đúng không quý vị? Rồi chung quy tóm lại á, cái câu chuyện này á nó vô cùng là rắc rối. Nó rắc rối ở cái khúc là bây giờ ba mẹ ông bà của em Vũ đều mất hết rồi quý vị, cho nên rằng là không có ai để mà đứng ra đối chất cùng với cái ả bà cô hờ kia. Cho nên ả bà cô hờ kia dù rằng là trốn chui trốn nhủi nhưng ả vẫn một mực chối bỏ những cái sai phạm của mình, để mà ả nghĩ rằng là căn nhà của ả thì ở có quyền bán và em Vũ thì không có quyền lên tiếng quý vị. Tại vì bây giờ có ai đứng ra để mà nói đâu, chỉ có một mình em Vũ thôi, thì em Vũ bây giờ đâu có nói bằng miệng được nữa quý vị. Nói bằng miệng thì cái ả bà cô hờ kia làm sao mà nghe được, cho nên rằng là em ấy chỉ nhờ phía bên chính quyền người ta vào cuộc, người ta làm việc thôi. Và nếu như mà em Vũ mà sai khuấy trong cái sự việc này, hay là giấy tờ nhà của em Vũ mà nó không hợp thức đó quý vị, thì trong cái thời gian vừa qua khi mà chính quyền người ta mời lên làm việc, cũng giống như là phía bên tòa người ta về, người ta giúp đỡ cho em Vũ để có thể là khởi kiện cái vụ án này đó quý vị. Và cái vị luật sư hiện tại bây giờ mà theo cái sự việc này để mà giúp đỡ cho em Vũ đó quý vị, họ sẽ không bao giờ mà ủng hộ cho em Vũ. Bởi vì sao ạ? Tại vì nếu như mà cái giấy tờ nhà của em Vũ là không hợp thức, ả bà cô hờ kia là hợp thức, thì còn có cái định nghĩa nào được gọi rằng là đứng ra để giúp đỡ cho em Vũ nữa đâu, đúng không quý vị? Nhưng mà rõ ràng rằng là giấy tờ nhà của em Vũ là giấy tờ hợp pháp và là giấy tờ gốc, cho nên rằng là họ thấy có một cái sự mâu thuẫn ở đây. Và cũng nhờ cái sự mâu thuẫn đó, cũng nhờ những cái sự chân thành của em Vũ đó quý vị, thì bây giờ họ cũng đã vào cuộc và giúp cho em Vũ để đòi lại cái căn nhà, và cái khả năng vô cùng là lớn là em Vũ có thể là thắng trong cái sự việc này quý vị. Cho nên rằng là bây giờ có nói cỡ nào đi chăng nữa thì bản thân của em Vũ á cũng phải cố gắng và kiên định lên. Tại vì mẹ của em Vũ trước khi mà ra đi đó cũng đã rất là khổ sở, lo tâm khổ tứ để mà có thể là chu toàn và lo cho con của mình có một cái nơi ăn chốn ở, cũng giống như là giấy tờ nhà cho nó thật là hợp pháp. Nhưng mà tí thay rằng là cái ảo của họ ghi nhanh một bước quý vị, á làm mà em Vũ trở tay không có kịp. Kiểu giống như là em Vũ là đứt gánh giữa đường đó quý vị, là không có một cái chỗ nào để mà dựa dẫm vào, cho nên rằng là mới bị cái ảo bà cô hờ kia ăn hiếp. Và chung quy tóm lại thì cho đến tại thời điểm bây giờ đó, mình không cần biết là bất kỳ ai lên tiếng để mà nói điều gì cả, mình chỉ cần biết rằng là luật sư người ta nói rằng cái khả năng của em Vũ thắng kiện nó vô cùng là lớn. Và phía bên chánh quyền người ta cũng hỗ trợ em Vũ rất là nhiều trong cái vụ kiện sắp tới. Bởi vì sao ạ? Tại vì em Vũ có giấy tờ gốc, em Vũ có tất cả những cái bằng chứng dẫn chứng rằng là em Vũ là chủ của cái căn nhà hiện tại. Và có nhiều quý cô chú anh chị em lên tiếng nói rằng là bây giờ cái căn nhà của em Vũ á, thì ai mà vào trong nhà của em Vũ ở, mình có thể là mình tống cổ họ đi. Nhưng mà quý vị cũng đã biết á, dù gì đi chăng nữa, bây giờ cái câu chuyện nó cũng đang tiến triển, nó đang đi theo một cái hướng được gọi là tốt. Thì thay vì em Vũ nóng á, tức thời đó quý vị, thì chúng ta có thể là hạ xuống để mà mình có thể là giải quyết cho nó thật sự là êm đẹp. Nếu như nhà của em Vũ đó quý vị thì sớm muộn gì em Vũ cũng lấy lại được, cho dù họ có ở đi chăng nữa thì cũng chỉ qua rằng đó là ở cá thôi quý vị, chứ không phải là nhà của họ đâu. Bởi vì lẽ đó em Vũ bây giờ là phải kiên định vững vàng cái tâm lý lên,
Và cũng mong rằng là quý mạnh thường quân người ta có thể là giúp đỡ cho em Vũ nhiều để có thể là theo đuổi được cái vụ kiện này, bởi vì theo đuổi cái vụ kiện này kinh phí nó không hề nhỏ đâu nha quý vị, nó vô cùng là lớn đó, cho nên là cũng mong em Vũ có được nhiều cái sự yêu thương của quý mạnh thường quân. Ok, cái đoạn video này của Quýnh Nhà thì xin kết thúc tại đây. Mấy chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe, và nếu thích cái đoạn video của Quýnh Nhà thì các bạn có thể like share để ủng hộ nhé.